Ca sĩ Hải Yến, thường được gọi là Hải Yến Idol, vừa thực hiện một album của nhạc sĩ Bảo Chấn vì sự trân quý một kho tàng ca khúc tuyệt vời. So với những giọng ca đã từng thành danh với những ca khúc của Bảo Chấn, Hải Yến Idol có màu sắc riêng biệt khi thể hiện ca khúc của ông. Chính vì thế, đối với sự kết hợp lần này, khán giả kỳ vọng sẽ được lắng nghe những ca khúc làm nên tên tuổi nhạc sĩ Bảo Chấn với một cảm xúc thật khác. Cái lý do mà Hải Yến muốn làm nhạc, làm album của nhạc sĩ Bảo Chấn, bởi vì Yến có một cái tâm niệm và một cái suy nghĩ là liệu mọi người có suy nghĩ rằng mai mốt chúng ta chỉ có thể nghe nhạc của Bảo Chấn mà không nhìn thấy Bảo Chấn nữa hay không? Vậy thì đấy là cái tâm huyết và cái mong đợi cũng như là cái mong muốn thúc giục Hải Yến làm cái album này. Khi chú Bảo Chấn vẫn còn đây, khi chú Bảo Chấn vẫn hiện diện ở đây để nói về những ca khúc của chú, để nói về Hải Yến và để chia sẻ với mọi người về những xúc cảm âm nhạc của chú. Yến nhìn thấy sự mới mẻ của một người đàn ông hơn 70 tuổi khi lắng nghe những ca khúc do một người nghệ sĩ mới hát. Chú viết hẳn cho Hải Yến trang A4 với những dòng tâm sự. Yến cảm nhận được sự chân thành, Yến cảm nhận được sự thích thú, Yến cảm nhận được một cái hơi thở mới, một cái làn gió mới của chú Bảo Chấn. Yến sẽ không nói mình là người hát hay nhất nhạc của Bảo Chấn, nhưng Yến muốn nói với mọi người rằng Yến là người can đảm. Yến là người can đảm ở cái thời điểm này. Khi mọi người ít làm đĩa rồi thì Yến vẫn làm. Khi mọi người có thể chưa tìm đến chú Bảo Chấn, chỉ Yến tìm đến chú Bảo Chấn. Và Yến can đảm bởi vì là nhạc của chú Bảo Chấn đã quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng Yến vẫn hát bởi Yến cảm thấy yêu mến âm nhạc của chú, yêu mến chú, và đặc biệt hơn là Yến muốn làm những thứ mà mình mong muốn và mình yêu thích. Nhạc sĩ Bảo Chấn cũng cho rằng mỗi người có một mạch cảm xúc khác nhau, và Hải Yến đã cho ông thấy điều đặc biệt với lối hát và cách làm nhạc khác trước. Trước khi Yến ngỏ ý thực hiện album này thì chú đã được nghe Yến hát nhiều rồi. Và chú rất thích, củng cố niềm tin cô này hát thì chắc là bài mình. Có khi lại bốc thêm lần nữa, không biết chừng. Điều đó thì chủ quan chú nói là chú nghĩ đúng,